Một trong những điểm nổi bật trên Galaxy Z6 2018 đó chính là phần viền màn hình đã được kéo dài ra với tỷ lệ 18.5:9. Mặc dù màn hình đã được Samsung quảng cáo là màn hình vô cực, tuy nhiên thì nó vẫn chưa thể chạm tới ngưỡng vô cực như Galaxy S8 hay Galaxy S9 được. Màn hình vẫn còn tồn tại hai dải màu đen giống như dòng Galaxy A8. Chính vì mặt trước màn hình gần như chiếm trọn nên cả biến vân tay đã phải di rời ra phía sau. Ở mặt sau, Galaxy Z6 2018 được làm từ nhựa, bề mặt được xử lý giả kim khó bám vân tay, camera đèn flash LED cùng cảm biến vân tay ở mặt sau. Galaxy Z6 2018 là model đầu tiên của dòng Galaxy Z series được trang bị màn hình vô cực như trên các mẫu điện thoại cao cấp của Samsung. Máy sở hữu màn hình kích thước 5,6 inch, tỷ lệ 18.5:9, độ phân giải HD+. Máy cũng được ưu ái trang bị công nghệ màn hình Super AMOLED cho hình ảnh rực rỡ với độ tương phản sâu. Galaxy Z6 2018 được trang bị camera sau 13MP, phía dưới cụm camera chính là cụm cảm biến vân tay dễ dàng thao tác, camera cho khả năng chụp hình tốt trong điều kiện thiếu sáng. Camera trước có độ phân giải 8MP, khẩu độ f1.9, cũng được tích hợp chế độ làm đẹp cùng nhiều hiệu ứng thú vị. Galaxy Z6 2018 được trang bị chip Exynos 7870 của Samsung, bao gồm 8 nhân, xung nhịp 1.6GHz, RAM 3GB và bộ nhớ trong 32GB. Máy sử dụng cổng kết nối micro USB, có giắc cắm 3.5mm ở cạnh dưới. Galaxy Z6 2018 sẽ chạy trên phiên bản Android 8.0 Oreo với giao diện Samsung Experience tùy biến, pin có dung lượng 3000 mAh. Sản phẩm này sở hữu lựa chọn màu sắc phù hợp với sở thích của người dùng trẻ là đen, vàng và tím. Samsung Galaxy Z6 2018 sẽ có mặt tại thị trường Việt Nam với giá bán lẻ đề xuất là 5.290.000 đồng. Cùng chờ đợi ngày mở bán Galaxy Z6 2018 vào ngày mai 1 tháng 6 để nhận được những ưu đãi độc quyền khi mua Galaxy Z6 2018 các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau.